Hôm qua, Hội chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp với các ngành thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022-2027 và tổng kết công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ trường học năm học 2021-2022. Toàn thành phố Cần Thơ có 371 trên 455 trường học có tổ chức hội chữ thập đỏ. Năm học qua, các cấp hội đã phối hợp tuyên truyền giáo dục lòng nhân ái, giá trị đạo đức cho hơn 278.000 lượt thanh thiếu niên, hỗ trợ học bổng cho 11 lượt học sinh sinh viên nghèo hiếu học, thông qua các cuộc vận động để giúp đỡ gần 13.000 hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, phong trào hiến máu tình nguyện đã vận động và tiếp nhận 2.365 đơn vị máu để cứu người. Tổng trị giá thực hiện các hoạt động nhân đạo năm học qua ở thành phố Cần Thơ đạt trên 19 tỷ 600 triệu đồng. Dịp này, Hội chữ thập đỏ thành phố đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027 với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban Dân tộc, Bảo hiểm Y tế và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ. Nhiều tập thể cá nhân được Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ tặng giấy khen vì có thành tích tốt trong công tác và đoạt giải trong cuộc thi tiểu phẩm truyền thông lan tỏa hành động nhân ái.